Sâu về cái chỗ bổn môn một chút để các Phật tử phân biệt biết được. Tại vì bổn môn tức là cái cốt lõi của đạo Phật chúng ta. Mà cái cốt lõi đạo Phật tức là cái cốt lõi của kinh Pháp Hoa. Mà Đức Phật là Ngài xuất hiện trên cuộc đời này đó là nhằm cái mục tiêu là nói cái cốt lõi này để cho tất cả mọi người đều thành Phật. Thì cái sự thật của nó là gì? Đức Phật nói là ở trong tam giới không có sanh tử. Tại bây giờ đó là mình ở trong tam giới này đó là mình thấy có sanh tử. Mà Đức Phật nói là không có sanh tử. Trong tam giới tức là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Tức là ở trong cái dục giới này đó, là từ sáu cõi trời dục của chư thiên mà xuống tới loài Atula, loài người chúng ta, xuống tới tất cả các loài dưới. Chứ dục này có nghĩa là ham muốn, tức là còn ham muốn. Mà Đức Phật nói là luôn cả cõi dục cũng không có, không có sanh tử. Rồi cõi sắc đó, tức là 18 cõi trời sắc giới nó cũng không có sanh tử. Mà 4 cõi trời vô sắc đó, thì cũng không có sanh tử. Nói chung là trong tam giới không có sanh tử. Thành ở trong lục đạo, trong 6 đường đó, trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh đó, Đức Phật nó cũng không có nữa. Không có 6 đường này, không có 6 đường sanh tử. Ở trong tứ sanh đó, loài mà đẻ trứng, loài mà đẻ con, loài mà đẻ ở dưới nước, rồi loài mà biến hóa ra đó, Đức Phật nó cũng không có nữa. Cái thực là vậy đó. Mà chỗ này đó, biểu là tất cả mọi người là Phật. Tất cả mọi người là Phật. Mà hay là Phật thì không có sanh tử. Không có sanh tử thì không có 6 đường. Tức là không có ai nữa. Cho nên cái bổn môn Pháp Hoa đó, là Ngài Nhật Liên Thánh Nhân dạy chúng ta phải nhận ra được mỗi người chúng ta đây đó là một vị Phật. Thì cái người đó là tu bổn môn. Tức là mỗi người chúng ta đây là một vị Phật. Mà là một vị Phật thì chúng ta hành Bồ Tát Đạo để giáo hóa vô số chúng sanh. Cái này là tinh thần bổn môn là như vậy đó. Nhưng mà trên thực tế này đó thì sao? Đức Phật nói nếu mà nói như vậy đó thì mọi người ta không nghe, không tin và không chấp nhận được. Cho nên khi Ngài thành Phật, Ngài thấy cái này rồi. Mà Ngài nói nếu mà nói cái này đó thì người ta không nghe, không tin, rồi người ta phá pháp, người ta đọa đi. Cho nên thôi, Ngài vào Niết Bàn. Cho nên Ngài vào Niết Bàn chứ không nói pháp. Cho nên không nói được cái pháp chân thật thì không muốn nói. Nên bây giờ nó 10 phương Phật hiện ra. Này, cho nên khi mà ta tu thành Phật á, thì giữa ta với tất cả các Đức Phật đồng nhau. Trên bổn môn là vậy đó. Tức là giữa ta với các Đức Phật đồng nhau.
Cho nên các đức Phật mà có mang thân tứ đại ngũ uẩn này và các đức Phật mà không mang thân tứ đại, mình gọi là vô hình. Tức là Phật có hình và Phật vô hình, Bồ Tát có hình và Bồ Tát vô hình. Đây là cái thế giới đó. Nhưng mà Bồ Tát có hình thì ta thấy được là gì? Tức là hiện thân vào ở trong tất cả các loài có mang thân tứ đại, thành ta nhìn ta thấy, thấy cái người mà có thân ta nói đó là Bồ Tát, ta nói đó là Phật. Còn cái Phật vô hình, Bồ Tát vô hình thì ta không thấy. Mà cái quan trọng nhất cho ta đây là gì? Tức là cái Phật mà không có hình này, cái Phật mà chúng ta không thấy bằng mắt được đó, cái này quan trọng, này Phật thiệt đó. Thầy nhận ra được cái chỗ đó đó, thì hiện giờ chúng ta ngồi đây thì chúng ta nghĩ rằng Đức Phật Thích Ca vào Niết Bàn rồi, thì bây giờ đó, trên đời này không có Phật. Nhưng mà Ngài Nhật Liên Thánh Nhân Ngài mới bảo rằng tất cả các đức Phật đang hiện hữu mà, đang hiện hữu, nhưng mà tại vì mình không thấy được, không nhận được, là bị mình bị năm cái phần ngăn che gọi là ngũ uẩn này, tức là sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Thì tất cả các Phật tử nên biết cái chỗ này, tại vì sắc uẩn ngăn che là cái khi mà mình có cái thân này rồi, thì chính mình bị cái thân này hạn chế, cho nên mình không thể biết được những cái gì mà ngoài cái thân này được. Cho nên ngoài cái vật chất, ngoài cái sắc chất ra đó, thì mình không thấy được cái khác nữa. Tại mình nhìn mình thấy trước mặt mình là người, trước mặt mình là vật, trước mặt mình là đồ vật, thì mình thấy này. Nhưng mà không có thì mình không thấy. Nhưng mà có những con người mà họ nhẹ đi phần này, họ nhẹ đi cái phần vật chất này đó, tức là sắc uẩn, họ nhẹ đi một chút. Những người nhẹ đi một chút ta gọi gì? Tức là những người nhẹ bóng vía, phải không? Đây, các Phật tử có nghĩ những người nhẹ bóng vía không? Cho nên những người nhẹ bóng vía đó, tức là họ không kẹt vào vật chất nhiều hơn, cho nên là bắt đầu họ thấy cái thế giới vô hình này. Cho nên là thấy thế giới vô hình. Thì đây là một loại hình thế giới khác mà cái người không kẹt vào vật chất họ sẽ thấy được. Điều này ngày nay ta gọi là những nhà ngoại cảm. Cho nên những nhà ngoại cảm đó, họ thấy được ma, họ thấy được người chết. Thì bây giờ đó, những người mà tu hành này của chúng ta đó, từ cái người mà nhẹ bóng vía để thấy được cái thế giới vô hình tầng một này, mà thầy thường hay nói một cái đó là người mình chết rồi làm ma, phải không? Mà ma đó hết nghiệp rồi sanh lại làm người, cho nên người với ma này gần nhau lắm, cho nên đó, dễ thấy nhau lắm. Cho nên dễ thấy, dễ cảm nhận cái ma này gần mình nhất. Đây là một loại hình thế giới giữa ngày và đêm, giữa mặt tối và sáng này. Cái này là dễ thấy. Cho nên khi mà mình có cái cảm giác giống như mình chết rồi đó, thì thường thường dễ, mình dễ gặp mấy kia. Tất cả mọi người chúng ta thì mình. Cho nên thầy để ý, thầy thấy đấy. Tức là những người đó mà họ sắp chết thì sao? Họ hay thấy được những người chết, tức là họ sắp sửa bước vào thế giới ma rồi này. Cái này là sự thật. Cho nên mình sắp chết rồi, sắp bỏ cái xác này rồi nữa, thì lúc bây giờ mình mới thấy, mình mới thấy những người kia, những người kia hiện về là cha mẹ, anh em, bạn bè, những người thương mình, những người ghét mình, không? Tất cả những cái này hiện ra. Mà ở trong Phật giáo chúng ta gọi là cận tử nghiệp. Cho nên các Phật tử nên nhớ. Cho nên cận tử nghiệp tức là sắp chết rồi đó, thì nó hiện cái này ra nữa. Tại sao vậy?
là vì cái sắc quẩn này nữa, cái thân tứ đại này nữa, chúng ta lần lần mất cảm giác nha. Cho nên mất cảm giác lần, cho nên cái thế giới vô hình kia bắt đầu hiện ra ta. Cho nên mất cảm giác rồi nha. Cái thứ nhất là khi mà ta lớn tuổi hay là ta bệnh hoạn á, thì cái việc đầu tiên quý vị mất cái cảm giác gì trước nhất? Tức là cái vị giác mình mất trước, phải không? Tức là ăn không còn biết ngon nữa, không phân biệt được mùi vị nữa. Đấy, những người mà bệnh mà sắp chết thành không phân biệt nữa này, thì cái này nữa, cái vị giác mình chết mất rồi. Rồi tới một cái nữa đó là cái xúc giác mình nó chết luôn này. Tức là mình đụng chạm tới người ta, ta nhéo mình, ta đánh mình, mình không biết đau nữa. Tức là xúc giác mình mất. Mắt mình bắt đầu mờ đi. Mắt mình bắt đầu mờ đi nữa, thì lúc bây giờ nữa mình mới thấy bằng cái tâm của mình, bằng cái linh hồn đó. Tức là cái thế giới mà của tâm, cái thế giới của linh hồn đó, cái thế giới của nghiệp mới bắt đầu hiện ra nữa. Mà ở trên cái bước đường tu hành này của chúng ta đó, mà ai thật tu và tu đúng đó, pháp phương tiện là pháp chân thật. Thành ra tu pháp chân thật đó, thì đương nhiên đó, người ta sẽ trở thành Phật, ta sẽ trở vào trong thế giới Phật, mà ta thấy được mười phương chư Phật. Thì cái trường hợp người này với cái người tu hành đắc đạo giống như Đức Phật Thích Ca ở trên Bồ Đề Đạo Tràng nữa, cái này giống nhau nữa. Cho nên mình không đắc đạo nhưng mà phá được cái sắc quẩn này nữa, thì cái trường hợp này nữa, mình thấy được Phật và mình gần được cái Phật. Mà ai trên bước đường tu nó có cái cảm nhận được cái điều này, thì cái người này nữa bảo là nhờ có căn lành cho nên cái tu của người ta có kết quả nữa. Còn tu bao nhiêu lâu mà không có cái cảm nhận này nữa, thì cái trường hợp này không có kết quả được. Thì bây giờ đó, Đức Phật dạy chúng ta đó là nếu mà không có sanh tử, thì cái người mà nhận được không có sanh tử một cái đó, thì họ liền chứng Niết Bàn, phải không? Họ liền giải thoát nhé. Nhưng mà Đức Phật nói thêm câu sau đó nữa là gì? Nhưng vì vô minh vọng kiến ngăn che nên sanh các tánh ham muốn khác nhau tạo tội sai biệt này. Đây. Tại vì tạo tội sai biệt, tại vì vô minh ngăn che, cho nên mình không thấy, mình biết, mà mình tạo nhiều tội quá này. Tại vì trên bước đường tu này tạo nhiều tội quá, từ vô thủy tới bây giờ tạo nhiều tội quá. Cho nên cái mùa gia hạnh này, thì nó từng thứ nhất này đó là mình phải sám hối cho tiêu hết các tội. Đấy, tiêu hết các tội mình đi. Nhưng mà khi tội mình tiêu á, thì sao? Tức là cái tướng tội không hiện ra, mà tạo được cái phước á, thì cái tướng phước hiện ra. Thành ra cái tội tiêu mà phước sanh, cái này quan trọng nhất trên bước đường tu. Mà nếu hai người tu sai và cái người không biết á, thì cái trường hợp này tội không tiêu nhưng mà tội lại tăng. Cho nên Đức Phật nói là tu mà không hết phiền não mà nghiệp chướng lại tăng, phải không? Tại nên hồi mình chưa đi tu nữa thì thấy còn dễ thương một chút, nhưng mà tu một lúc rồi đó, không ai ưa mình hết, không ai chấp nhận mình hết đó. Rồi bây giờ mình mới khó chịu, mình mới buồn phiền, mình nói tại sao vậy, tại sao mà xem thường tôi? Tôi tu lâu mà, tôi tu trước các người mà. Đây là trường hợp mình đã sai rồi, cho nên nghiệp này cứ đổ ra, cứ tăng lần. Thành ra đây là trên bước đường tu mình á, mình cứ tạo nghiệp thôi. Thành ra càng tu càng tạo nghiệp đi. Cho nên á, cái trên bước đường tu là khó nhất là cái chỗ này. Cho nên á, cái người mà có cái căn lành lớn mà cái nghiệp ít á, thì bây giờ người ta chỉ nghe Đức Phật nói như vậy, người ta ngộ rồi. Còn nếu mà nghe nói như vậy xong rồi đó, kém hơn chút đó, thì người ta suy nghĩ, không? Ta bắt đầu ta suy nghĩ về lời dạy này của Đức Phật. Một lời thôi, không có sanh tử. Đức Phật nó không có sanh tử.
Đức Phật nói không có sanh tử mà mình thấy có sanh tử này này. Cho nên bây giờ nữa, hiểu theo kiểu Phật mình không hiểu được. Bắt đầu mình suy nghĩ cái này. Bây giờ có sanh tử hay không có sanh tử? Đương nhiên nữa, là mình thấy có sanh tử. Sanh tử là cái gì đây? Tức là khi mình sanh ra gọi là sanh, rồi khi mình chết đi thì gọi là tử, phải không? Tức là sanh ra mình bắt đầu hiện hữu trên cuộc đời này, mà chết đi mình vắng bóng trên cuộc đời này thì gọi là sanh tử. Cho nên trên bước đường tu, Đức Phật khuyên chúng ta nữa là nên quán hai chữ sanh tử này trước. Đức Phật nói là không có, không có cái chuyện này. Nhưng mà thực ra mình thấy có chứ, tức là mình có sanh tử đây này. Tại mình có sanh trên cuộc đời và mình biết mình sẽ chết đi. Tới lúc nào đó mình chết đi. Thì đây là trên bước đường tu bắt đầu nhận ra được cái điểm này là điểm quan trọng, then chốt để tu. Tại nên từ cái chỗ mà sanh tử, mình có sanh rồi có chết đi đó, thì nếu mình nhận thức và mình nhìn xa đi một chút đó, thì sanh trên cuộc đời này rồi mấy chục năm đó, phải không? Rồi tới cuối cùng chết đi không có gì hết. Nên có người họ nói thêm một câu cũng có cái ý đạo một chút nữa. Thành ra khi ta sanh ra, ta không có mang cái gì tới đây, và khi ta chết đi đó, thì ta cũng không mang cái gì đi được, phải không? Thành ra ta không mang cái gì tới đây và ta cũng không mang đi được cái gì, thì ta dạy gì để mà ta tạo? Tạo đấy. Đây cũng tới gần với đạo rồi đó, hiểu đạo rồi đó. Cho nên không tạo ác. Còn những người dạy khờ khác, Đức Phật nói là vì vô minh ngăn che nghiệp chướng này này, cho nên cứ tạo tội. Ta nên tạo tội cũ, tạo nên tội mới, tạo thêm tội mới nữa. Theo Kinh Hoa Nghiêm gọi là trùng trùng duyên khởi ngập đầu. Ta nên tội chất như núi vậy. Nên là Kinh Pháp Hoa Đức Phật dạy chúng ta, dầu cho tạo tội như núi cả, phải không? Dù có tội bao nhiêu đi nữa đó, mà hãy ngộ được một cái đó, là tội tánh không, tức là mất. Tức là hiểu được đó, Đức Phật đó là vì có vô minh ngăn che cho nên nó tội này sanh ra này. Mà bây giờ đó, cắt được vô minh đó, thì tội tánh không chứ, đâu còn nữa. Đây là cái cốt lõi của Đạo Phật đó, là từ chỗ này. Nhưng không ai làm được nữa. Cho nên nói như vậy đó, nhưng mà không làm được. Thì quý vị kiểm lại trong lòng mình xem. Cho nên nó từ cái chỗ đó phải nương theo cái pháp phương tiện mà tu từ từ, phải không? Tu từ từ, cắt bỏ lần. Cho nên trên bước đường tu mình đó, mình cắt bỏ lần đi. Thành ra cắt bỏ lần, cái thứ nhất là ngộ ra được. Cho nên đó, cái người mà ngộ ra được rồi đó, người ta tu nguyên thủy, tu tiểu thừa đó, này Đức Phật dạy đó, ta chỉ nghĩ ba việc thôi: không, vô tác và vô nguyện. Tại khi ta tới đây ta không mang một cái gì tới, mà khi ta ra đi ta cũng không mang cái gì đi nữa, cho nên cuộc đời này đối với ta không có, không? Là không. Ta nói không, cho nên ta không khởi tâm lên, không tác ý lên, không nghĩ. Cho nên này gọi là vô tác, chứ không phải vô tác là không làm. Tại nhiều khi các vị ngồi không, ngồi yên đó, nhưng mà cái trong lòng mình vẫn có cái khởi niệm chứ. Mình nghĩ việc này, nghĩ việc kia, cái này gọi là tác. Tác này tâm tác chứ không phải là thân tác. Cho nên ta làm, nhưng mà ta làm bằng tâm, ta làm. Ta có hai cái này. Mà cái người tu ta nhận ra được, tức là người không biết thì nói thân làm, nhưng mà người biết người ta nói tâm làm chứ. Ta nên cái thân này là cái dụng cụ mà của tâm. Ta nên tu phải hiểu cái thân của chúng ta đây đó là cái dụng cụ của tâm. Mà nếu hai tâm chúng ta ác, nghiệp ác đó, thì chính cái tâm ác đó, nó dục cái thân này làm. Nhưng mà cái tâm chúng ta thiện đó, cái tâm chúng ta có Phật che chở hộ niệm đó, thì bây giờ cái tâm thiện nó dục chúng ta làm. Cho nên đó, làm thiện cũng mình, làm ác cũng mình,
cũng cái thân này thôi. Ta nên vô não trước khi tu là tướng cướp, phải không? Nhưng mà khi gặp Phật tu rồi, nó ngộ được chỗ này rồi đó, thì vô não thành một vị thánh A-la-hán. Thành ra liên qua sách Tỳ Kheo Ni, tức là trước khi tu thì cô là một kỹ nữ, nhưng mà khi tu đó thì thành một vị thánh ni. Đây là trên bước đường tu. Cho nên chỗ này kinh mình nói là tạo tội như núi cả này. Tức là những người này, những người tội ngập đầu này. Đây là trên bước đường tu đó, tội ngập đầu đó. Nhưng mà khi người ta biết tu đó thì tự nhiên cái này băng mất. Đó là ở trên bước đường tu chúng ta đó. Nhưng mà chúng ta thực tập cái này rất là khó. Tại sao vậy? Là cái nghiệp tập quán ta nhiều đời rồi, nó chồng chất lên rồi, nó đầy ắp ở bên trong rồi. Cho nên muốn bỏ nó, muốn cải tạo nó đâu phải chuyện dễ. Thầy nói như đơn giản một chút á. Thầy có một cái, những người đi tu đó, nhưng mà bị cái nghiện thuốc lá thôi. Thuốc lá đâu có gì phải không? Nhưng mà cái trường hợp đó chỉ nghiện thuốc lá thôi. Mà thầy nói đó, nếu mà hút thuốc lá đó là thầy sẽ không cho ở chùa. Nhưng mà bỏ chùa được chứ bỏ thuốc không được phải không? Bỏ thuốc dễ không? Đây cái một cái chuyện rất là đơn giản vậy đó. Bỏ thuốc không được, thôi bỏ chùa đi phải không? Thôi thầy không cho con đi. Chứ còn ở đây thì hút thuốc lá thầy không cho rồi. Thầy nói chuyện này rất là đơn giản. Cái chuyện này rất là đơn giản mà ông không tu được, ông không bỏ được thì thôi, ông đi vào con đường ma rồi thì hết cứu rồi, phải không? Các Phật tử nghiệm cái này thế. Cho nên cái khi mà mình tu đó là mình bỏ hết đi. Bỏ luôn ấy. Bữa trước thầy nói là trường hợp ông cụ thầy nhờ ông hòa thượng đến chùa, ông chỉ dạy có một câu thôi, thôi bỏ đi con, phải không? Bỏ đi. Tại sao ông biết bỏ? Tức là bây giờ đó, giữ trở lại trong lòng đó, là chỉ có khổ với bất khổ mà thôi, cũng không làm được gì. Nợ ngập đầu rồi, thân thì bệnh hoạn rồi, mà nghĩ nữa thêm nữa là chết đọa về địa ngục thôi, chứ không làm gì được. Cho nên trên cái căn bản đó, phải làm sao mà đầu tiên đó, là làm cho cái thân này khỏe mạnh trước, làm cho cái tâm này an trước. Thì cái tâm mình an và cái thân này khỏe đó, thì lúc bây giờ mới có tu hành, mới tạo công đức được. Cho nên ông cụ thầy cũng có chuyển hóa từ từ. Biểu bỏ đi, mà bỏ gì? Đầu tiên nó biểu bỏ cái nợ đi, đừng nghĩ tới nó nữa, phải không? Thế nên bỏ cái nợ, nợ là mình vay nợ, mình thiếu nợ ngân hàng, mình không có khả năng trả này nè. Bỏ đi, đừng nghĩ tới nó. Đừng nghĩ tới cái nợ nữa, nghĩ tới nó nữa thì càng khổ và càng bệnh thêm nặng, không cứu được đâu. Cho nên bỏ cái nợ trước. Bỏ cái này được rồi nữa, thôi bỏ nợ này, bỏ không nghĩ tới cái nợ nữa. Nhưng mà bây giờ nữa, còn cái nợ khác nữa. Vợ con cũng là nợ chứ. Tại nên nhà cửa cũng là nợ chứ. Thì bỏ đi. Biểu bỏ luôn đi. Tức là đừng nghĩ tới nợ nần, rồi đừng nghĩ tới vợ con, đừng nghĩ tới nhà cửa. Thành ra cũng có nhiều thầy muốn đi theo thầy tu, nhưng bỏ không được. Thầy biểu bỏ đi, đừng nghe điện thoại nữa nghe. Mà nhớ vợ, nhớ con quá, bỏ không được, phải không? Phải lén lén nghe. Phải kiếm chỗ nào vắng vắng đó, đừng gọi, kêu về, hỏi thăm có mấy đứa nhỏ làm sao rồi, bả làm sao rồi, phải không? Đó, thôi, thì như vậy, nó ở trong sanh tử luân hồi, đời đời kiếp kiếp, không thế nào ra được đó. Đây là cái sự thật rất là đơn giản. Đó, thành ra như ông cụ thầy may mắn hồi đó không có điện thoại, không có liên lạc. Cho nên hòa thượng bị bỏ đi, ông bỏ.
Nhưng bây giờ muốn bỏ cái này bỏ xuống á, thì bây giờ làm sao bỏ? Ta nói hồi Đức Phật dạy mấy thầy tỳ kheo đó, thì bỏ đi, tức là không nghĩ tới nó nữa. Nhưng mà không nghĩ thì làm sao để không nghĩ? Thành ra không nghĩ thì làm sao đây? Bây giờ Đức Phật mà biểu á, mấy thầy nó không nghĩ tới nữa, những cái chuyện khác nữa đó, thì bây giờ đó chỉ nhìn thẳng cái lỗ mũi mình thôi, nhìn thẳng cái sống mũi mình thôi, cứ nhìn thẳng xuống đó thôi, tập trung vào đó thôi, đừng nghĩ cái khác. Cái này là pháp tu mà của Đức Phật dạy từ căn bản. Nhưng mà về sau này đó, các tông phái ta thành lập đó, kinh nghiệm tu của các vị tổ đó, người ta mới thêm những cái cách khác nữa. Tại pháp này thầy đã thực tập từ hồi nhỏ rồi. Ta nên muốn bỏ hết tất cả thì phải tập trung vô một cái gì đó. Cho nên lúc bây giờ nữa, thầy tập trung vô nữa là bằng cách đó, nếu ai mà thầy đi thì cũng ngó phía trước này mà đi. Nên cái việc đầu tiên mà thầy nhắc các Phật tử, thầy nói tập làm sao mình cứ nhìn thẳng phía trước mà đi, chứ đừng có ngó hai bên, phải không? Đừng ngó hai bên, đừng ngó người này người kia. Nên Đức Phật nó ví như là con tê giác nhắm cái mũi sừng của nó mà đi. Tê giác có một sừng thôi, sừng ngay giữa đầu nó đó, thì nhìn cái sừng đó mà đi tới, cứ sừng sững như vậy đi tới. Đi này là gì? Tâm đi, chứ không phải là thân đi. Thế nên nhiều hồi nữa mình nghĩ, đôi khi mình nghĩ nói đi tức là đi, đi bộ, phải không? Bước đi. Cho nên cái khi mà Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ đó, Ngài sắp chết đó, thành ra Ngài mới nói ta sắp đi đây. Thành ra mọi người cứ nghĩ là làm sao đi, hay là có một thầy đó mà thầy coi như đó là vị Bồ Tát mà thường hiện ra để mà dẫn dắt thầy trên bước đường tu đó. Thầy nghe nói ông cụ này lúc ông chết thì thầy ở bên Nhật rồi. Thành ra ông mới kêu ông thị giả, ông hỏi, ông nói bây giờ mấy giờ rồi con? Ông thị giả hầu nữa, thưa sư ông là 12 giờ. Thì ông này mới nói với ông thị giả, nó con vô nói với thầy con đó là ông đi nghe. Cái ông nhỏ này, nhỏ hầu đâu biết, nó ông bệnh mà sao ông đi được? Thế nên ông bệnh, ông nằm trên giường, ông không ngồi dậy được mà ông nói ông đi làm sao? Thế nên nói như vậy đó, thì cái trường hợp đó đó là ông nhắm mắt lại, ông niệm Phật, ông đi. Đi này có nghĩa là tâm đi, tức là chết đó. Thế nên ông này đó, ông tu hành, nhưng mà ông được một cái là đắc đạo, cho nên nó gọi là dự tri thời chí. Dự tri thời chí, cho nên dự tri thời chí là sao? Tức là biết lúc nào mình chết rồi. Cho nên biết tới cái lúc đó mình chết rồi, cho nên biết trước. Nên trên bước đường tu của chúng ta đây nữa, mà người nào chết mà biết trước, biết trước ngày chết của mình, thì cái trường hợp này mình coi như người này có thể đắc đạo, tức là biết rồi đi. Thì đi này đi đâu? Đi vào thế giới Phật được. Đó là ở trên bước đường đi. Cho nên này ta gọi là tâm đi. Ta nói tâm đi, tâm này sẽ đi vào thế giới Niết Bàn, hay tâm này đi vào thế giới Cực Lạc, hay tâm này sẽ lên thiên đường, tùy theo cái phước đức nhân duyên của mình mà dẫn mình đi. Cho nên tất cả các Phật tử tụng kinh Dược Sư có nhớ cái mà. Thành ra mình tu tịnh độ nhưng mà mình chưa quyết tâm, phải không? Mà đến cái lúc lâm chung, tức là trước khi chết, lại tự nhiên mình nhớ tới Ngài Dược Sư đi, tức là có nhân duyên. Mình nhớ tới Đức Phật Dược Sư một cái đó, thì hoặc là mình thấy Bồ Tát Quan Thù, Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Dược Dương, Bồ Tát Bảo Đàn Hoa, Bồ Tát Di Lặc. Cho nên một ở trong các vị Bồ Tát này nó hiện ra, hiện ra cho mình á, cho nên mình theo Bồ Tát này mình đi. Cái này thấy bằng cái gì? Ta gọi là tâm mình thấy, không? Tức là thấy bằng tâm và đi cũng bằng tâm, cho nên mình đi theo,
theo cái vị Bồ Tát này đó, mà dẫn mình đi về Phật. Cho nên trước khi chết này đó, từ khi mình sanh ra cho tới khi mình chết đó, cái này thầy gọi là cái đường hầm sanh tử, nó kéo dài từ khi mình sanh tới hồi chết không biết là bao nhiêu năm đây. Sống ở trong vô minh, sống trong đen tối, sống trong đau khổ, sống trong cái mà mình không biết gì hết. Tức là mọi việc xảy ra cho mình không biết gì hết, mà mình chỉ nói là may và rủi thôi. Thành ra may quá cho nên tôi sống. Đây là trên bước đường tu không ta này. Đấy. Thầy may quá. Thầy mình không biết được, cho nên vô minh thấy. Cho nên ở trên bước đường tu mình, cái điểm này là điểm rất là quan trọng mà mình nhận được. Tất cả đều do nghiệp dẫn mình hết. Thì bây giờ trước khi mình chết, còn cái may mắn nhất cho mình thì nó may mắn thôi. May mắn nên thầy nói là cái tia sáng cuối đường hầm. Tia sáng cuối đường hầm này đó là gì? Tức là trước khi mình nhắm mắt lìa đời. Tại ở trong bóng tối vô minh này đó, từ khi sanh ra bắt đầu mang cái thân này vô là không thấy bằng tâm được nữa rồi, mà chỉ thấy bằng mắt thôi. Cho nên những người mà thấy bằng tâm được đó, mà thấy thoáng thoáng thôi thì ta gọi là bằng giác quan thứ sáu. Mà trên bước đường tu đó thì thầy thường hay vận dụng cái này, mà thầy gọi là trực giác. Cho nên chính nhờ cái giác quan thứ sáu này mà mình vượt qua hết tất cả, tức là thấy, mà cái này thấy bằng tâm. Tại vì mình nhìn một người đó, mình cảm giác cái người này có căn lành hay người này có nghiệp ác, cái người này nên gần hay người này nên tránh, này tự nhiên mình nhận ra được cái này. Làm sao nhận được? Cái trực giác cho mình thấy, tức là thấy bằng tâm. Cho nên tất cả các Phật tử chúng ta tu đó, chúng ta tập lần lần, ta thấy bằng tâm chứ không thấy bằng mắt. Ta nghe bằng tâm chứ ta không nghe bằng lỗ tai, phải không? Cho nên những người nói vào lỗ tai thầy cái gì thì nữa đó, tốt xấu gì đó, cái này thầy ít quan tâm lắm. Nhưng mà nghe bằng tâm, thầy nói gì nói, nhưng mà thầy nghe thử coi trong tâm cái người này nghĩ cái gì đây nè, trong tâm họ là cái gì đây nè. Cho nên ai mà thấy bằng tâm và nghe bằng tâm đó, thì ở trên cuộc đời này ta đỡ cái là mắc lừa mọi người, ta không bị nữa. Còn nếu mà nghe bằng mắt mà thấy bằng tay đó, thì cái trường hợp này ta còn bị nhiều lắm. Cái này ở trong vô minh, trong sanh tử là cái này. Mà bây giờ đó, ít nhất ở trong sanh tử, cả một cuộc đời chúng ta đen tối như vậy đó, mà khi trước khi chết thầy gọi là cuối đường hầm. Cuối đường hầm sinh tử này nó tự nhiên lóe lên một tia sáng. Lóe lên ở đâu? Tức là trong tâm chúng ta. Cho nên trong tâm chúng ta nghĩ tới Phật Dược Sư, hay trong tâm chúng ta nghĩ tới Phật Di Đà, hay trong tâm chúng ta nghĩ tới một vị Bồ Tát nào đó, thì cái vị này sẽ hiện ra và dẫn chúng ta đi. Cho nên dẫn ta đi. Cho nên nếu mà gặp Ngài Phổ Hiền thì Ngài cũng dẫn đi, gặp Văn Thù dẫn đi, gặp Quan Âm dẫn đi, phải không? Tại vì sao vậy? Lúc đó ta chỉ còn nghĩ tới Phật và nghĩ tới Bồ Tát, chúng ta không nghĩ. Nhưng mà làm sao chúng ta nghĩ được cái này? Là ngay bây giờ này, ngay bây giờ này. Mặc dù chúng ta không thấy bằng mắt được, mà ta không thấy bằng tâm được nữa. Nhưng mà Đức Phật nói mình có căn lành, mình thấy bằng căn lành. Mình có niềm tin cho nên mình thấy bằng niềm tin. Đây tất cả các Phật tử chúng ta là có cái này. Cho nên những người mà không có căn lành, mà họ chỉ hoàn toàn nghiệp ác không nữa, thì họ có đi chùa được không? Họ có lại Phật được không? Họ có nghe Pháp được không? Họ có tụng kinh được không? Tại ta tụng kinh được, ta đi chùa được, ta lại Phật được, ta nghe Pháp được này, cái này nhờ có căn lành. Cho nên ta nghe bằng cái căn lành của mình thôi. Mặc dù thầy giảng mình không có hiểu, phải không? Mình không có ngộ, mình hiểu được, mình ngộ được thì mình làm thầy, làm Phật, chứ mình không làm chúng sanh. Nhưng mà nhờ có căn lành cho nên mình nghe được, mình tin được, mình chấp nhận được. Cho nên chỗ này bảo là thấy bằng niềm tin.
Cho nên tất cả các Phật tử chúng ta nữa, chúng ta nhìn lên thấy mấy cái tượng Phật đằng sau đó, ta nghĩ ra là Phật, phải không? Ta nói người nào thấy cái tượng Phật mà nghĩ ra Phật đó, thì cái này thầy nói người đó có căn lành và người đã thấy Phật bằng niềm tin. Còn cái người không có căn lành, không có niềm tin đó, thì họ coi Phật là một tác phẩm, phải không? Thành họ rất là dửng dưng, hoặc nhiều khi họ rất là xem thường. Còn chúng ta có căn lành cho nên chúng ta rất sợ. Cho nên người xưa họ tu, họ dễ đắc đạo hơn, dễ kết quả hơn là sao? Cái lúc mà thầy còn nhỏ đó, thì cái trường hợp đó đó, Phật hay là chùa đó, thì thường thường quý vị nhớ là một năm là chúng ta mới tắm Phật một lần, một năm là chúng ta mới lao chùa một lần. Cho nên một năm chúng ta mới thay lư nhang một lần thôi. Còn bình thường như thế này đó, cái lư hương vậy đó, dầu chúng ta thờ ở nhà hay ở chùa đó, mà mình xê dịch cái này là cấm à. Đây các hòa thượng ngày xưa đó, là thầy đi tu đó, mới cấm này kỹ lắm. Cho nên cái lư nhang này cứ cấm thì cấm, cấm lần lên mà chân nhang nó lên cao tới trên này mà không dám động, chờ cho tới 23 đưa ông Táo, đưa chư thiên xong rồi đó, thì bây giờ mới thầy trò lên dọn xuống mới bắt đầu rửa tượng Phật, mới bắt đầu lau chùi, chứ còn không dám lên. Tại sao vậy? Là vì người ta có niềm tin, người ta sống bằng niềm tin, cho nên bây giờ người ta tin Phật ngồi đó, cho nên ta không dám lên, phải không? Sợ chứ. Cho nên khi mà làm lễ đưa chư thiên rồi, làm lễ đưa chư thiên rồi, đánh trống rồi, tức là đưa Phật về, đưa các vị thánh A-la-hán về hết rồi, thì bây giờ mình mới nghĩ đây không có này, không có các ngài, cho nên mình mới lên đó mình dọn dẹp. Chứ bây giờ mà quý vị trèo lên bằng Phật ngồi dọn dẹp trên đó, lau chùi đó, nghĩ đó là ông Phật thiệt, mình dám làm không? Sợ chứ. Nhưng mà những người làm, họ cũng làm chuyện này, nhưng mà họ làm tính bơ, họ công quả, họ tính bơ coi như không có gì hết, phải không? Tại sao vậy? Họ coi đó là một tác phẩm. Cho nên những người tu này có chừng không đắc đạo nữa, không tới với đạo. Nên mình sống gần Phật quá rồi mình lại xem thường Phật, mình sống gần chùa quá mình xem thường, phải không? Đây là trên bước đường tu, cho nên lần lần mình lại xa Phật đi. Xa đi. Là xa cái gì? Xa cái niềm tin và mất căn lành. Ta nên mất căn lành. Cho nên cái quan trọng nhất là cái căn lành và niềm tin chúng ta. Ta nên trên bước đường tu mình ráng nuôi cái này. Đó là cái việc mà quan trọng nhất để chúng ta thấy. Tức là thấy bằng tâm. Khi mà chúng ta thấy bằng tâm đó, thì bây giờ đó, cái thế giới vô hình bắt đầu hiện ra cho ta. Mà tâm này đó, thì nó có sao? Nó có thiện tâm, ta gọi là Phật. Ác tâm, ta gọi là ma. Nên thầy nói cái thân này đó, nó là vật chất, nó là vô thưởng, vô phạt. Nhưng mà cái tâm bên trong nó ác hay là thiện đó, thì chính cái tâm đó nó sai khiến. Nó sai khiến cái thân này làm. Cái thân này tới thành dụng cụ chứ. Cho nên cái tâm bên trong nó sai khiến. Cho nên bây giờ thầy nói là quý Phật tử mà vì mình giận tức quá cho nên mình chửi một người nào đó hay mình đánh người nào đó, cái động cơ chính nó là đâu? Là từ chỗ giận tức, phải không? Tức là cái thân này giận tức hay cái tâm giận tức? Đây, chính cái gốc của nó là tâm. Cho nên trên bước đường tu chúng ta là từ chỗ này. Trên bước đường tu chúng ta này, cho nên cái tham lam, cái ích kỷ, cái giận hờn, cái si mê, cái ganh tị, tất cả những cái tánh xấu này nữa, là nó thuộc về tâm. Mà khi những cái tánh xấu này mất rồi nữa, thì đương nhiên cái hành động này khó có lắm. Trên bước đường tu chúng ta nhận ra được cái chỗ này nữa, thì chúng ta tu mới có kết quả này.
Còn không nhận ra được chỗ này đó, thì đôi khi đó, cái việc làm chúng ta đó, nó không có kết quả theo ý muốn mình đâu. Cho nên cái cốt lõi của tu hành là chỗ đó. Cho nên lúc bây giờ đó, thành ra chúng ta tu, thành ra nếu mà nói trên bổn môn Đức Phật chỉ nói một câu thôi, hay là thậm chí Đức Phật không nói, nhưng mà vì ta có căn lành và ta có nhân duyên với Đức Phật đó, thành ra ta nhìn ta thấy được Phật, ta phát tâm nhé. Thành ra có nhân duyên thì cái trường hợp đó thấy Phật phát tâm, nghe pháp là ngộ, phải không? Cái này có, cái này là do nhân duyên. Đó là trên bước đường tu chúng ta nữa, cái này là chắc chắn chúng ta sẽ có kết quả này. Cho nên cái này ta bảo là nghe bằng tâm và thấy cũng bằng tâm. Còn ngược trở lại đó, mà chúng ta kẹt vật chất, nên ở trong Bát Đại Duyên Giác mà Đức Phật nói là phá địa ngục muôn trùng kiên cố. Cái người mà kẹt vật chất nặng quá thì người này đâu thể thấy, đâu thấy xa được, không thấy được, không thấy bằng tâm, nhưng mà thấy qua vật thôi. Nên trên bước đường tu đó, các vị nên nhớ cái chỗ này. Thì bây giờ cái chỗ này đó, chúng ta không vô được, không vô được chỗ này. Tại nên Đức Phật chỉ nói có một cái đó, là chúng ta đó, biết tất cả các pháp là không, không mang cái gì tới đây, và khi chết không mang được cái gì đi theo. Cho nên đó, bây giờ không tác, tức là không khởi tác ý lên, không nghĩ cái này là ta, cái này là của ta, phải không? Tại cái thân vật chất này không phải là ta, và tài sản này cũng không phải là ta. Tất cả cái này không phải là ta. Mà khi ta nghĩ như vậy rồi đó, thì tâm chúng ta không vướng bận vô cái này. Thì có những người đó mới thưa với Thầy đó, nếu mà nói như vậy trở thành tiêu cực sao Thầy? Thành ra quan tâm tới từng chút như vậy đó, mà việc cũng không được, phải không? Còn thất bại, còn khổ sở. Nhưng mà bây giờ nó không quan tâm tới đó, thì cái này nó sẽ làm sao? Đây là trên bước đường tu đó. Thành ra không thấy được, không tin được cái này nè. Không. Thành ra ông cụ ta nhờ có căn lành, cho nên khi Hòa Thượng dạy như vậy đó, ông buông hết. Thành ra ông sẵn sàng, ông buông hết đi. Buông hết thì đầu tiên có cái tâm an lạc trước. Thành ra các Phật tử ta nên nghiệm cái này. Buông được hết thì tâm chúng ta bắt đầu an lạc. Tâm chúng ta bắt đầu an lạc thì lúc bây giờ để chúng ta cái thân sức khỏe bắt đầu phục hồi trở lại. Ta nói tâm bệnh, thân bệnh, hai cái này bệnh nặng quá rồi. Ta nói bệnh nặng quá rồi thì bây giờ đó, cần phải dùng cái thuốc để mà chữa cái này đi. Chất độc đã thấm vô rồi, cho nên bây giờ cần phải tẩy nó ra đi, phải không? Bỏ hết đi. Cho nên trên bước đường tu đó, người ta tu thanh văn, ta tu tứ tính đế là ta tu cái này, để loại hết cái này ra, bỏ hết. Cho nên khi mà bỏ hết cái này rồi đó, thì thân bắt đầu khỏe ra, tâm bắt đầu an lành. Thì bây giờ có một chút xíu sức khỏe rồi đó, thì Đức Phật mới khuyên chúng ta nên làm cái này, nên làm cái kia, mà làm những cái điều ở trong cái hoàn cảnh chúng ta. Kinh Pháp Hoa gọi là dọn phân nhơ, phải không? Đây, bây giờ chúng ta khỏe rồi, phải không? Chúng ta khỏe rồi đó. Vì bây giờ tất cả những cái phân nhơ, tức là ở trong lòng chúng ta đó, những cái nhơ bẩn này đó, mà nó hiện lên thì chúng ta tẩy nó, tẩy cho sạch. Thế nên tẩy cho sạch cái phân nhơ trong lòng chúng ta. Cái này là cùng tử đấy. Đấy, cùng tử là chỗ này. Thì bây giờ đó, dọn ở trong lòng chúng ta, mà lòng chúng ta bắt đầu sạch rồi, lòng tham lam chúng ta không còn nữa rồi, phải không? Mà thường con người không còn tham lam nữa thì sao? Dễ trở thành ra lười biếng ở trên đời này. Cho nên lúc bây giờ nữa, không khéo chúng ta lại tạo ra một lớp tu sĩ ăn hại này. Tại không còn ham muốn nữa nữa thì dễ làm biếng lắm, phải không? Dễ làm biếng lắm, dễ trở thành ra con người vô tích sự, trở thành con người tham lam trở lại là hưởng thụ. Đây, cái tham này rất nguy hiểm. Cho nên nó tu mà bị độc là chỗ này.
Hồi nãy mình tham quá, mình khổ quá rồi, biết không? Bây giờ mình tới chùa mình tu, mình tu một cái đó là Phật cho mình cái này, cho mình cái kia, gọi là quá thành. Thành ra tu được phước chứ. Có người khổ quá tới lại Phật bà cho, phải không? Đây là trên bước đường tu chúng ta. Có được. Nhưng mà cái được này đó, mà chúng ta khởi một cái tâm khác là chúng ta mất niềm tức. Đây là trên bước đường tu chúng ta đó. Cho nên thôi, nó bây giờ bỏ nợ, phải không? Bỏ nợ, thôi bỏ luôn rồi mình sướng quá, mình ở chùa mình tu trốn luôn này. Cho nên khi mà ông cụ thầy khỏe mạnh xong rồi đó, thì sao? Hòa thượng mới nói, không dừng ở đây con. Ở đây nó có điều kiện mình nên tạo phước. Tại vì làm ở đây đó, làm công quả ở chùa này đó, là được hưởng lương gấp đôi. Các Phật tử nên nghiệm cái này. Hồi ở ngoài đó mình làm đầu tắt mặt tối mà mình không đủ ăn. Đấy. Bây giờ nó vào đây đó là mình có cơm sẵn mình ăn, mình có nhà sẵn mình ở này. Tại ra từ chỗ này mình làm ra bao nhiêu đó, mình được bấy nhiêu công đức thôi. Đây là cùng tử biết nghe lời, biết nghe lời với tôi. Cho nên làm. Ban đầu đó, lau quét dọn ở bên ngoài thì lại nghĩ dọn dẹp phân nhơ ở trong lòng mình. Tất cả những cái gì khởi lên đó, mình cắt bỏ hết đi. Cho nên lòng mình sạch và ở ngoài cũng sạch luôn. Cho nên cái người mà thực tu đó, họ tới công quả, họ lao chùa sao? Lao chùa, lao bằng Phật. Tại họ làm những chuyện này đó, họ làm rất kỹ và làm rất sạch. Thì thầy biết cái người này đó, họ lao bên ngoài mà đồng thời họ lao cái tâm họ luôn. Thế nên các Phật tử nghiệm xem. Còn những người khác cũng công quả, cũng làm như vậy, nhưng mà ta bảo là làm lấy lệ, phải không? Làm cho có làm, làm cho hết giờ, phải không? Cho nên họ quét cái nhà xong rồi đó, chúng ta nhìn kỹ lại chúng ta thấy hình như không sạch, phải không? Còn họ lau cái bàn nữa, ta nhìn kỹ lại ta thấy nó dễ bùa, phải không? Đây cái trường hợp cũng làm, nhưng mà hai cái này làm khác nhau này. Ta nghe người mà dễ bùa này, cái người mà lau mà còn dơ này đó, là mình biết gì? Trong tâm họ rất là dơ trong này. Trong tâm họ dơ đó. Cho nên nhìn thấy cái việc làm của họ mà mình biết đó, trong lòng của họ rồi. Đây là trên bước đường tu. Cho nên nó từ chỗ đó mà làm được cái này, làm được kia, làm được cái nọ, tích lũy được công đức. Mà khi ta có tích lũy được công đức thì mọi người nhìn thấy ta, họ thương, họ quý, thì ta biết ta có công đức. Còn ta cũng làm, nhưng mà ta làm hư việc, hay là ta cũng làm, nhưng mà làm cho có thôi, chứ không thiệt tâm làm, thì những người này đó, lần lần xếp vô cái hạng lười biếng, và tới cuối cùng xếp vô hạng vô dụng. Ta nên khi mà chúng ta vô ta công quả rồi một thời gian đó, ta nên người mà trong khi ta công quả ta ở chùa một thời gian rồi đó, trở thành lười biếng, ra ngoài làm không được. Cho nên rồi có người họ nói với thầy đó, nói là khi mà đi tu rồi ra đời đó, không ai làm nên được hết đó. Thầy nói có người đi tu rồi ra đời làm nên, mà có những người đi tu rồi ra đời đó, sẽ lụng bại đi xuống và tới cuối cùng vào địa ngục. Nói tại sao vậy? Hai cái người này hoàn toàn khác nhau chứ. Tên ông Lý Công Quẩn là xuất thân từ một đứa trẻ mồ côi, nhưng mà được ông Vạn Hạnh giáo dục, dạy dỗ tu đúng pháp, cho nên sao ông này ra làm vua, phải không? Tức là Lý Thái Tổ này, ra làm vua đấy. Rồi khi mà ông ra ông làm vua rồi đó, ông theo kinh Đại Thừa ông tu nữa. Cho nên ông tạo bao nhiêu công đức nữa cái này. Cho nên ta đi tu ta làm được chứ. Còn những người đó mà đi tu rồi đó,
mà ra không làm được gì hết đó, là những người này thầy nói trong thời gian đi tu đó là ăn hại này. Ta nói tu rồi ăn hại đấy. Ta nói ở chùa rồi không làm được hết. Chỉ có đường cái gì gọi là làm biếng, phải không? Làm nhưng mà làm biếng. Ta ở chùa nhưng mà làm biếng. Ta ship mình vô cái hàng làm biếng. Làm biếng rồi đó thì sanh ra nhiều thứ dở đó mà. Tại làm biếng không muốn làm, cho nên làm cái gì cũng hư hết. Ta nên làm cái gì cũng hư hết để cho người ta khỏi sai làm, ta khỏi bắt làm, ta khỏi mượn mình làm, phải không? Nhưng mà ở trong chùa mà quý vị biết, người ta không nói tới mình, ta không mượn mình, ta không nhờ mình nữa đó, thì quý vị biết tu theo kiểu nào rồi, phải không? Cái này trở thành vô dụng rồi. Cho nên đi tu rồi trở thành vô dụng. Nên khi mà thầy qua Nhật, thầy học Kinh Pháp Hoa đó, thành ông hòa thượng ông dạy, ông nói một câu rất đơn giản nhưng mà chính đối với thầy rất là thấm. Ông nói là Đức Phật của chúng ta là muốn đào tạo nên những con người cứu đời giúp người, chứ Đức Phật không muốn đào tạo nên những người ăn hại. Đệ tử Đức Phật không phải là người ăn hại, mà đệ tử Đức Phật phải là những người cứu đời giúp người. Sống trên cuộc đời này có ích thì cái này mới tạo công đức. Cho nên từ cái chỗ đó mà ông cụ thầy đó ở công quả hết lòng làm việc. Ăn thì ít nhưng mà làm ra được nhiều đó, thì cái này cái thặng dư ta có chứ. Cho nên cái khi mà cái phước ông ta sanh ra được rồi đó, thì lúc bây giờ thầy nói là khỏe mạnh, cái tâm an vui đó. Cho nên bây giờ đó, bà cụ thầy mới lên mới thấy, thấy ông có nhiều coi được quá, hồi nãy coi như là sắp chết tới nơi rồi, bây giờ đâu thấy trắng trẻo mập mạp coi được quá, mấy ông thôi xin hòa thượng cho con rước nhà con về. Đó, ông cụ thầy nói thôi giờ thôi xin hòa thượng ở đây tu luôn, sợ quá rồi không vậy. Đấy, cái chỗ này là quan trọng nhất mà các thứ nên nhớ. Hòa thượng dạy không được con, nghiệp là phải trả. Cho nên nghiệp là phải trả. Cho nên mình trốn nợ là trốn tạm thôi, để chuẩn bị cái tinh thần mà trả nợ này. Cho nên nghiệp là phải trả. Bây giờ không trả thì kiếp sau phải trả thôi. Cho nên tất cả những cái nợ nần đó là con phải về con trả hết. Phải về làm trả hết. Mình có một số vốn mà mình tu được, mình học được ở chùa này này, đem về. Cái phước này đem về. Cho nên quả tình đúng như vậy. Thì khi mà ông cụ thầy trở về nhà thì cũng là công việc đó, nhưng mà làm ăn nó bắt đầu nó phát, nó khá lần đó. Một năm, hai năm rồi nợ trả được hết. Cho nên các Phật tử nên nghiệm chỗ này, chứ đừng để nợ chồng lên nợ, khoanh để đó rồi có cơ hội chúng ta trả. Cho nên tất cả những người tu theo Phật giáo đó là tìm quan gia mà trả. Cái trả rồi mới yên chứ. Chưa, mình mà còn mắc nợ nó thì cái trường hợp trốn đâu rồi cũng gặp lại thôi. Cho nên trả xong rồi thôi. Đấy. Đó là ở trên cái bước đường tu của chúng ta. Cho nên khi mà ta được vô chùa, ta được công quả, ta được tu học đó, thì ta phải nỗ lực, ta dành thì giờ. Cho nên ngay như thầy đó, mà tới năm nay còn tháng nữa là 80 tuổi rồi, thầy nói là ráng bòn móp một chút cái công đức để mang đi, phải không? Tại vì cái quỹ thời gian của mình nó cạn dần rồi, nó còn không bao lâu nữa, cho nên còn làm được cái gì đó ráng làm, không dám nghỉ. Đây là trên bước đường tu, mà nhờ như vậy đó rồi Phật thương. Cho nên Phật thương, Phật hộ niệm, rồi Phật mới bổ xứ, mới giao việc này việc kia. Đây là trên bước đường tu. Cho nên trong Kinh Pháp Hoa thấm nhất là cái câu đó, cùng tử tuy nghèo nhưng mà không hèn, không giống như những người làm công hèn hạ khác. Cho nên không giống như những người tu sĩ lười biếng khác, phải không? Không giống như người tu sĩ ăn hại khác. Làm, ta nên làm cho Phật, làm cho chúng sanh,
Thì cái trường hợp này ta gọi là hành Bồ Tát Đạo, cho nên kinh Pháp Hoa này, cái cốt lõi. Thì bây giờ đó, ở trong sanh tử này, tức là có sanh có tử, cho nên ta không thể nào không thấy và không chấp nhận nó được. Nhưng tại sao có sanh tử này? Là do vô minh vọng kiến này. Thành ra vô minh vọng kiến rồi mới sanh ra những cái tánh ham muốn khác nhau này. Tại chính cái ham muốn này mới tạo tội, mà tạo tội mới trầm luân, phải không? Ta nói trầm luân khổ hải là chỗ này nữa. Cho nên lúc bây giờ đó, ta bỏ lần cái này đi, ta cắt lần cái này đi, thì cái trường hợp này, cái này nó cạn lần. Cho nên cái khi mà thầy đi vào chùa đó, thầy nghe cái ông hòa thượng nào đây thầy quên rồi, mà khi mà ông cúng, ông có nói một câu rất đơn giản, ít ai để ý. Dục hải cạn kiệt, nhi trí hải hồng thâm. Cái dục, cái ham muốn mình mà nó kiệt đi, nó cạn đi, thì cái tuệ mình, cái huệ mình tự nhiên sanh ra. Mình nhìn, mình thấy được sự thật của cuộc đời. Mình thấy được sự thật cuộc đời thì lúc bây giờ đó mình không tạo tội nữa. Mà không tạo tội nữa đó, thì cái núi tội của mình đây tự sụp xuống, phải không? Ta nói núi tội của mình nó sụp xuống đi, thì cái pháp thân, cái thọ mạng thân của mình đó, nó tự lên thôi. Ta nói trên bước đường tu đó, mà nếu hay tội giảm thì phước sanh. Mà có phước rồi đó thì các vị nên biết mới tạo phước được. Cho nên ông cụ thầy nói, cái khi bệnh hoạn làm được gì? Nhưng mà phải khỏe mạnh làm chút, tâm được an lạc, làm với cái tâm đó, làm với cái sức đó thì phước sanh ra. Mà phước sanh ra đó thì nợ nhất định là phải trả được thôi. Cho nên phải về trả nợ, mà trả nợ hết đó, thì hòa thượng mới kỳ cho ông cụ thầy đó, trả nợ hết xong rồi đó là nhớ phải đi tu trước 40 tuổi, phải không? Đấy, phải đi tu. Tu trước 40 tuổi, để sau 40 tuổi là hết cơ hội rồi. Đây là trên bước đường tu đó, các Phật tử mình nên nghiệm cho đi. Thành ra khi mà nói bổn môn, nói một câu thì chúng ta ngộ, chúng ta chứng. Nhưng bây giờ chúng ta không chứng, cho nên chúng ta phải đi vào pháp phương tiện này. Ta đã đi vào cái pháp phương tiện, chúng ta lại hồng danh, chúng ta tụng kinh, chúng ta niệm Phật, chúng ta quán tưởng, để đem cái này vô, đem cái này vô trong lòng chúng ta, mà nó thay các cái niệm ác đi. Cho nên tu một thời gian rồi cái này thay đổi chứ. Cho nên người tụng kinh nhiều, người niệm Phật nhiều, thì đầu tiên chúng ta sẽ có cái kết quả trước đó, ở trong cái thức của chúng ta đó, tức là trong giấc mơ chúng ta sẽ thấy Phật. Cái này kinh nghiệm thầy trải qua, thầy thấy tất cả những cái việc ác chúng ta không thấy nữa, tất cả các người ác chúng ta không thấy nữa, mà lúc bây giờ chúng ta thấy Phật, thấy Bồ Tát, chúng ta thấy, ta đi chùa, ta thấy, ta biết mình là Phật tử, thì chừng này tốt rồi. Ở trong tiềm thức chúng ta có cái này đó, là chúng ta đã trồng được cái nhân lành rồi đó. Chắc chắn chúng ta nuôi lớn cái này lần lần đó, thì chúng ta tu được. Đấy. Thầy ngừng ở đây, rồi Chủ nhật thì giảng tiếp. Này. Thầy đứng dậy để hồi hướng. Nguyện đem công đức này tất cả đệ tử và sanh